Đây là phim mới chụp lại của bệnh nhân. Sau khi bệnh nhân bỏ bột được 10 ngày thì bệnh nhân có ra viện tháo bột và kiểm tra lại vị trí gáy. Thì sau 10 ngày bỏ bột thì trên phim thể hiện hình ảnh bệnh nhân gáy 1/3 xương chày, đường gáy chạy dài và vặn xoắn. Cơ thể bệnh nhân bị gáy di lệch đầu dưới xương mát. Vì sau khi bệnh nhân bỏ bột được 10 ngày, bệnh nhân ra viện tháo bột kiểm tra lại thì hiện tại xương gáy bệnh nhân vẫn có di lệch nhiều, và đặc biệt là xương chày gáy vặn xoắn. Thì chị Vịnh ở viện là bỏ bột lần 2 cho bệnh nhân, và từ đó đến nay bệnh nhân bỏ bột được tất cả 2 lần là 10 3 14 ngày. Thì hôm nay nhà thuốc sẽ ra tháo bột cho bệnh nhân và nắn xương gáy vào vị trí bình thường, sau đó đắp thuốc. Cái thuốc uống nhanh nhìn xương, tiên lượng khoảng 20 ngày đến 1 tháng là xương can hoàn toàn, sau đó bệnh nhân cử động được bình thường. Vì hiện tại xương gáy bệnh nhân di lệch nhiều nên nhà thuốc phải nắn cho xương gáy vào vị trí bình thường, sau đó mới đắp thuốc cho bệnh nhân và kết hợp thuốc uống nhanh nhìn xương. Sau khoảng 20 ngày đến 30 ngày là bệnh nhân đi lại được bình thường. Đấy, cho nó mềm ra. Đổ ba đầu nước vào đây này. Đấy, cho nó mềm ra. Cháu cắt hết bột ra rồi mà. Cháu đâu nhiều cái xương này? Đang đứng về một cái để cảnh nó đổ vào. Nhưng mà đổ vào này là cũng lại mê đi chú ạ. Không thể ngon. Bà dùng cái nước này bà, cái nước này. Ngủ rồi, mẹ bếp là to lên cho Nhung. Rồi, bỏ chị nhấc luôn nha, nhấc luôn luôn nha. Mới hết cỡ rồi. Nhưng đầu bồi ra đâu? Từ đấy. Đấy thì nó không lên tận vẹn con ạ. À? Ờ, cái giấy này thì có chặt đi. Mười mấy ngày mà một kìa bà? Mười mấy ngày quá. Ba ngày. Cố gắng chăm bó với uống thuốc là Tết là đi được nhá. Vâng. Tết được để đi chơi các bác để mặt hàng. Vâng. Thích được mặt hàng không? Có à? Có chứ. Cháu còn được thi đua học và bằng chính, còn thích là phần đi học. Chưa có đó.
Cháu nó bao tuổi rồi? Cháu nó 10 tuổi chứ. Hả? Cháu nó bao tuổi? Hả? Cháu nó nay 10 tuổi. Xương hơi nạch ra. Chiều. Rồi, bỏ lên rồi. Rồi. Một ngày vào đồ chợ cho 3 lần đi, sáng, trưa, chiều nhé. Cho bó tầm độ 15 đến 20 ngày là khỏi. Ta cùng so sánh hai kết quả trước và sau khi bệnh nhân được thuốc nắn chỉnh và được bị nẹp, kết hợp cho bệnh nhân bó thuốc và uống thuốc nam nhanh liền xương. Đây là hình ảnh ban đầu trên phim quang thể hiện bệnh nhân bị gãy 1/3 xương chảy và gãy đầu dưới xương mác. Hình ảnh xương gãy vát di lệch ra ngoài. Sau khi bệnh nhân được nhà thuốc điều trị bằng nắn và bó thuốc nam được 15 ngày, người nhà có cho bệnh nhân ra viện chụp phim lại. Trên phim chụp thể hiện xương con hóa rất là tốt, đường gãy thẳng trục và không di lệch. Đây là kết quả được hơn 3 tháng sau khi điều trị tại nhà thuốc. Hình ảnh trên phim thể hiện xương chày và xương mác can hoàn toàn, đường gãy thẳng trục và không còn di lệch. Ta cùng so sánh 3 kết quả trước và sau khi bó thuốc được 15 ngày. Và đây là kết quả sau hơn 3 tháng. Xương can hóa hoàn toàn, đường gãy thẳng trục và không còn di lệch. Hôm nay nhà thuốc ra xin lại hình ảnh về quá trình bình phục và đi lại bình thường của bệnh nhân. Từ ngày bỏ cháu chân cháu đi bình thường chưa? Đầu gập đi, mấy bàn chân đấy. Mấy bàn chân. Mấy bàn chân. Mấy bàn chân. Tay cổ chân. Tay tay cổ xoay xoay tròn. Xoay tròn. Gập đầu gối vào. Gập đầu gối vào. Gập đầu gối vào. Đầu gối gập vào. Gập vào. Gập ra. Gập vào. Gập ra. Gập vào. Gập ra. Gập ra. Cháu đi lại đi. Rồi đi ra đi vào. Đi 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 lại bình thường nhá. Hàng ngày chân cháu khỏi nhá. Đi lại cho cẩn thận nhá. Đấy, hai chân này chỉ là nắm nó thẳng hoàn toàn rồi. Cháu đi ra kia. Bây giờ cháu thì bước đây cháu bước xuống. Bước xuống. Bước hẳn lên. Hai chân lên. Chào lên. Đứng lên. Không, đứng lên. Xem người được. Đứng lên. Đấy, bước lên. Rồi. Đi vài vòng nữa. Đi vào phòng. Rồi đi vào. Rồi. Rồi đi ra, đi. Rồi. Đi ra kia. Đi bình thường đấy. Rồi. Đi vào. Treo lên ghế, treo xuống. Treo hẳn sao ở cái tấm ghế. Rồi đi. Rồi đi.
Hàng ngày cháu đi lại đi học bình thường chưa? Nhá, hàng ngày cháu đi lại xương là khỏi, đi lại bình thường rồi, nhanh mà đi chạy nhà ít thôi nhá. Hôm nay ra kiểm tra cháu xương là bình thường rồi. Chào cháu nhá, bàn tay cháu. Chúc cháu học giỏi nhá, mạnh khỏe.